bây giờ thì mình bắt đầu chạy ra nha các bạn. Bữa nay thì mình đi hướng mới, đây mình gặp mấy anh em cào lụa vô đây đó, dỡ bỏ dép đi cào lụa. Hay tình lụa chúng quá trời luôn à, quăng dép lên luôn là xuống lòng đi cào lụa luôn. Chắc ơn đóng hơn trước luôn các bạn. Hay tin lụa chúng à. Đó, đóng hơn trước là không biết ăn sao, có không ăn sao không á, không biết có xuống hầm không chứ mình thấy ăn trước là nhóc hết trơn rồi đó. Dữ dằn cái này mà gần Tết mà anh em được tục lộ vậy là ăn Tết quy hoàng luôn rồi. Tới giàm rồi đó, quà wow, đóng lụa rồi dữ dằn các bạn. Xa xa đó mình thấy có chiếc kia cào lụa đang chạy vô các bạn. Bữa nay vô sớm ha, tên chiếc ăn sao chiếc nữa nè. Đây mình thấy chiếc cào tôm nè, dèo cào quá các bạn. Tới đây cái thả trôi. Kéo lưới lên. Đi hai người các bạn. Trong bờ đó có chiếc ghe cào hến các bạn, dắt này đi à. Thường mấy anh em cào hến đi dắt chưa không ha, quánh cử các bạn. Chạy hai miệng luôn nè. Còn ở đằng sau này chiếc ghe cào chạc các bạn. Có hai cái lồng ăn sao rất là bự luôn, lồng nó tới mấy mét lận các bạn. Chín hai lồng cầu chạc nè, tới đây bớt ra đó. Dịch quấn gác hay gì, về này cũng nhỏ các bạn, nhỏ mà đặt máy lớn ha. Phóng xong rồi nè.
Tới đây thả trôi nãy giờ nè, có mấy anh này phóng xuống dưới biển làm gì nữa các bạn? Đang đu bánh xe trèo lên á. Đây con vỏ ê ghe mũi cá cơm nè, cũng hay tin đang chạy cá, hay tin có lụa các bạn. Rồi gỡ dép, gỡ gọng gì ra dẹp hết, xuống vàng cào lụa, đi cào lụa. Gỡ treo rút lên trên luôn các bạn. Thùng thì còn để đặng đựng nước đá rồi đựng đầu tư đỡ bạn. Được mấy ba quả ăn sau nè. Gỡ dép ra. Đòn này tới 3 4 chiếc là chạy ăn sau, còn 2 chiếc nữa ha. Giờ hai cái cây lên trên như là tưởng tượng như là súng xe tăng vậy các bạn. Giữ dần trên. Như hai cái nòng súng vậy ha. Đã rồi bạn. Sau này có anh ở đây, anh này cũng cầu lụa nè. Cái này thì chạy hướng ở ngoài vô, ngoài 270 vô á. Còn giấc chiều này ghe ra vô rất là tấp nập luôn. Anh này thì cào hến đó bạn. Ghe cào hến đang chạy ra. Chắc này giấc chiều này thì ghe ra vô dữ lắm á bạn. Cào hến này, cào lụa về đây. Cào hến đó, thấy mình cào hến để làm sao à. Tiền này chung đòn với ghe nãy nè, thì đòn 3 4 chiếc lận. Cái chiến này thì thường là mình thấy là đi là một người chạy với 2 người và bạn ăn sao sể ăn sao à, là 3 người các bạn. Đây đây cũng khá là xa. Chiếc này chiếc gì đây? Mua phế liệu. Đây chiếc này được mấy bao đây? Được 3 4 bao vậy các bạn. Chiếc này đi 4 người á, 2 người sau người chiếc mũi với anh tài công là bốn, được 4 người. Cái này vô mùa lụa rồi, cũng gần Tết rồi mấy anh em đi cào quá trời luôn. Trong này chiếc cái này cào hến là đang chạy ra chung với chiếc hồi nãy nè. Cái này trong dàm ra quá trời luôn. Có cái ống bên hông nè, hến kéo lên đổ rồi đó bạn, ở trên chạy ra trước. Chạy ra trước lấy cái bội xúc đó, rồi đổ ra trước. Lên ga dữ rồi, chạy ngược theo chiếc nãy nè. Lên ga dữ rồi. Wow, dữ à. Dữ, lên ga dữ rồi. Là nước luôn.
tốc độ đi lẹ ghê chưa. Súng gần sau coi cầu có gách trong đánh giá lại nè.